nên tán người yêu cũ của bạn thân không? Nó thả thính em mãi mà em cũng quen nó trước là bạn thân, không nên ông ơi. Giờ ông quen nó, giờ ông nói chuyện như thế nào với thằng yêu cũ của nó? Và gành đến từ xin ra Teddy bắn lùng đèn, Teddy vẫn bắn lại được. Hết đam rồi. Mất hai spell của Teddy. Một pha xử lý tốt cho pha phản gành đến pha tấn công đến từ xin ra. Đúng là toàn kỹ năng tay to đánh nhau khác. Thích đứa bạn trong lớp thì tán thôi, ngại gì. Rồi Teddy lại bị thông rồi, cú E đến từ Thresh. Và đó là một tình huống xử lý kìa. E về cán tử. À! Teddy bị lính đánh đau quá, Teddy không dám đứng lại bắn nữa. Teddy đã đủ rồi, enough today. Ê, Ford đã bị tấn công, Ezreal không dám bắn. Rồi, thôi xong. Cái này sống hộ luôn, cái này xử lý hộ luôn đấy. Cái này thách mà xử lý được. Góc chết luôn, TF cấp 6, mid có lẽ không ping. Teddy thì hơi hăng quá. Pha đó là pha 2 cân 3, thắng luôn. Ăn thêm một mạng, ăn thêm hai mạng. Toàn mấy thằng tay to đánh chung với nhau, đúng là... Lee Sin đi ra, hầm mộ Hàn Bang được dùng thanh tẩy, dính 6 gam vội cước, tốc biến khá nhanh. Xin ra pha vạt ganh với cấp độ 4 mà thôi, xin ra có thể gặp nguy hiểm khi mà 6 gam vội cước hồi lại. Sát thương là không bao nhiêu đến TF cả. Mình vào channel game xem bói. Ôi vãi. Siculo được không? Không. Ezreal lại có chừng chết em ơi. Băng trụ cái nhẹ nè. Ezreal vẫn chết. What? Ezreal bị lính đánh à? Ezreal bị lính đánh chết à? Combo Revenge có vẻ là mượt, chơi đam thế này thì sao lại đây. Trận sơn đích. Boom. Thậm chí nó còn không vào cái lớp giáp đến từ hồi máu phụ trội của Teddy nữa cơ. Quán từ chuẩn xác đến từ Destiny. Một pha xuất hiện của Lee Sin, sóng ngâm vô hình cước, sát thương đủ. Vladimir sẽ nằm. Đứng giữa thì TF đang cạ nhẹ ở đây. Thích thì chơi, 40 triệu trường sinh rồi Ninja Tabi luôn. Rút bài vàng ra quăng. Một pha chơi đam có vẻ là ổn đến từ TF, nhưng mà lúc này thì Lissandra còn chiều cuối. Một cú quy chuẩn xác. Một pha tiếp cận. Hầm mộ Hàn Bang thanh tẩy khá nhanh. Flash lên quy. À! Ông lừa Lee Sin xuất hiện kịp thời. Toàn mấy thanh niên tay to tính toán các thứ cực gắt đợi vào lồng đen. Một pha lồng đen, Destiny chỉ đứng chờ như thế mà thôi. Pha chiều cuối có vẻ như hơi vội đến từ Efox rồi. Quả không hổ là một hỗ trợ top 1 thách đấu Hàn đánh. Xử lý cực kỳ bình tĩnh. Giờ bố mới có đồng hồ, băng trụ hộ luôn. Bắt đầu bắn đến từ vị trí của Teddy, bấm đồng hồ đến từ Destiny. Và xin ra lại bảo sống hộ. Vẫn có mạng dành cho... Đó là đôi mạng dành cho đường dưới bên phía của Teddy, đường trên pha solo kill chuẩn bị diễn ra. Revenge có hồi máu từ đắc thắng và vẫn sống, trong khi đó thì Lee Sin xuống hơi trễ. Uầy. Đánh thế này bảo sao không top 1 thách đấu các bạn. Xử lý threat này thì bảo sao không top 1 thách đấu. Mình không biết Destiny là ai cả. Chưa từng nghe. Thực ra thấy đánh Ranh Hàn nhiều nhưng mà... Nó hiển thị lỗi nhỉ, nó ăn một con rồng mà nó làm như hai con rồng. Mở Coca nó chưa uống được bao nhiêu, đổ hết mẹ nó hơn nửa lon. Uầy, Teddy thấy bốc hơi nhanh đấy. Mất bà rò rồi, throw game rồi, team Teddy throw game.
Một pha throw game đến team của Teddy. TS bắt đầu tìm kiếm Lee Sin rồi. Cú bay vào tung ra Lee Sin yếu máu. Đó là cú cung ánh sáng sát thương đủ đến từ Ezreal. Ezreal bị Baron nhổ, pha băng vào đến từ ai đây? Đến từ Riven, một cân ba dưới hang Baron. Bên kia Ezreal có double mạng rồi. Riven chưa có đủ sát thương, đã đủ sát thương để cùng dừng đối phương. Và Riven vẫn đang cò quay bằng tam bộ kiếm. Một cú chém gió sát thương chưa đủ, Effort vẫn sống. Pha băng vào để dứt điểm, Effort với double kill, Riven triple kill. Có thể là quát ra, và tí nữa thì là quát ra. Cú dịch chuyển đến từ Lissandra, chết chắc Ezreal còn gì nữa. Một pha xử lý cứ rất gắt đến từ Riven. Đúng là Riven Hàn Quốc, khác hàng Hàn Quốc, nhìn chất lượng hàng. Game này khá căng đấy, game này chưa xong đâu. Còn Ezreal này nó có đồ rồi này. Bên phía bên kia Lissandra mất R rồi, bên phía bên này Lee Sin mất đồng hồ luôn. Pha vòng ra đến từ Riven, bật chiêu cuối lại bắt đầu chặt. Riven không còn khả năng thuật và đã bị làm choáng, tốc biến bỏ chạy được. Trong khi đó thì Vladimir đã nằm, pha bắn tốt đến Teddy, Teddy bắn được. Game này thì Teddy cứ từ từ mà bắn mà thôi. Đó là một mạng cho Teddy. Đó là double kill cho Teddy. Cứ nhận nhà mà bắn. Một pha sóng âm hay. Vẫn vào. TF quăng bài vàng, quăng quy sát thương đủ để Terry, Terry cũng nằm theo, bốn mạng. Baron thôi. Thậm chí Teddy đang truy đuổi với khả thể thuật sẵn sàng, 0.1 giây. Không nói nhiều. Đó là cú quét sạch cho team Teddy. Baron thôi. Không Baron, không có định ăn Baron. Teddy còn đang thong thả ăn cái trụ này đã. Trụ này sẽ nằm. Tính toán tốt đi Teddy trước khi lùi ra để ăn Baron. Cú án từ mù mắt đến từ top 1 thách đấu hàng. Quán tử trượt Baron. Không thể tin được. Mười chín tuổi dùng tiền bội cận trợ cấp bố mẹ hả? Phá tốc biến vào cướp Baron. Quá nhiều thứ diễn ra. Game đấu vẫn chưa là kết thúc được khi mà đối phương đang có tình huống cướp Baron như thế thì không biết là team Teddy sẽ đẩy như thế nào đây. Đến năm 22 tuổi mình còn trợ cấp mà. Thiết nghĩ threat nên lên AP để cấu rỉa máu vào những quán tử như vừa rồi. Nhật có thằng AD tên Titan bữa chơi chung kết thế giới, Titana nhảy sồn sồn. Pha bấm đồng hồ đến từ Lissandra. À không, Lissandra không có đồng hồ. Lissandra còn chiêu cuối thì đúng hơn. Bấm chiêu cuối sau đó quay lại. Gây được khá nhiều sát thương, đó là cái bóng của Lissandra bắt đầu nổ. Cú nổ long cước, sau đó Riven có mạng của Ezreal. Pha bắn tốt đến từ Teddy. Bắn hết vào cái khiên đến từ Shinra, nhưng mà khi Shinra hết khiên chiêu cuối thì đã chết. Bên phía bên kia thì Lee Sin cũng nằm sau cú vẩy em rồi đến từ Vladimir. Tầm này thì Teddy bắn 3 bắn là hẹo. Cú án tử trượt, một tình huống bài vàng sau đó lia bài sát thương chưa đủ. Một phát tốc biến lên bắn con đầu hồ cát đến từ TF. Hơi cồng kềnh rồi. Teddy đang 1 cân 2, bị dính quá nhiều sát thương bài vàng, chính xác là bài xanh chưa được tung ra thì đã chết. Cú án tử trượt, Teddy phải trả giá cho cú án tử trượt của mình. Nhưng sau đó thì Teddy bắn cả thế giới rồi, 18-7 KD cuối cùng của Teddy. Với con Vayne này thì bắn cả thế giới.